Tô Long xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Mới đây, Yamaha chính thức ra mắt mẫu xe hoàn toàn mới có tên gọi là PZ1 2024 tại thị trường Việt Nam. Yamaha PZ1 thực sự đã thổi một làn gió mới tới thị trường xe Việt Nam chúng ta khi mang đến thiết kế line giữa xe mô tô và xe số phổ thông, hướng tới khả năng vận hành đa nhiệm trên mọi điều kiện địa hình. Điều này có thể nhận thấy rất rõ thông qua những đặc điểm như ghi đông trần, khoảng sáng gầm xe lớn và bộ lốp có gai to bản. Tiếp đến các bạn có thể theo dõi bằng hình ảnh cụ thể trên màn hình ở đây là phuộc trước có bọc cao su, giống như các mẫu xe mô tô cổ điển, trong khi đó phía sau là giảm xóc đôi, phanh đĩa trước này và phanh tăng trống ở phần phía sau của xe. Trên tay lái của xe được trang bị đầy đủ các nút chức năng như tắt bật động cơ, tắt bật đèn cảnh báo, passing xin vượt và chuyển đèn pha cốt các bạn nha. Chiều cao yên của xe hiện tại là 795mm, nó rất phù hợp với thể trạng của đại đa số người Việt. Yên xe thiết kế phẳng nhưng được tách đôi cho người lái và người ngồi phía sau. Đèn pha và đèn hậu tròn sử dụng bóng halogen. Xe có đồng hồ dạng unlock tối giản cùng với chìa khóa cơ. Dưới yên xe sẽ sử dụng bình xăng 5,1 lít, không có không gian chứa đồ các bạn nha. Kích thước tổng thể của xe hiện tại là chiều dài là 1980mm, chiều rộng là 805mm và chiều cao ở mức là 1050mm. Chiều dài cơ sở 1280mm và cân nặng của xe là 107kg. Mâm xe trước và sau sẽ đồng kích thước là 16 inch. Xe được trang bị khối động cơ xi lanh đơn 4 thì SOHC, dung tích 113,7cc, phun xăng điện tử làm mát bằng không khí, cho ra công suất tối đa lên tới 8,8 mã lực và mô men xoắn cực đại 9,5 Nm, kết hợp hộp số 4 cấp. Mức tiêu nhiên liệu là 1,69 lít trên 100km. Động cơ và hộp số giống như dòng xe Yamaha Jupiter Fin hiện đang bán tại Việt Nam chúng ta trong thời điểm hiện tại. Yamaha cung cấp duy nhất một phiên bản cùng 6 tùy chọn về phần màu sắc các bạn nha cho mẫu xe PZ1, bao gồm có đen bạc, cam bạc, xanh rêu đen, vàng đen, nâu cát và xanh dương, và được lắp ráp tại Việt Nam chúng ta nguyên chiếc luôn, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Xe có duy nhất một phiên bản và giá bán chính thức là 31 triệu đồng, đã bao gồm thuế VAT 10%, nhưng nếu khách hàng mua trong tháng 12 này sẽ được áp dụng ưu đãi VAT chỉ 8% của nhà nước mà thôi, với giá bán cụ thể trong thời điểm hiện tại đề xuất đến từ Yamaha Moto Việt Nam là 30.437.000 đồng. Các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Giá bán này rẻ hơn đáng kể so với thị trường Thái Lan vốn đã có mức giá bán tương đương tại Việt Nam chúng ta vào khoảng tầm 45 triệu đồng. Chỉ với mức giá 31 triệu đồng và thiết kế cũng như trang bị khá đầy đủ thì khó có thể đòi hỏi các công nghệ cao hơn trên dòng xe Yamaha PZ1 này. Do đó, đây là một mẫu xe rất đáng để quan tâm và lựa chọn cho năm 2024 sắp tới. Và tốt lắm, thông qua video này có thể đưa ra thêm gửi đến các bạn cùng tham khảo một số những ưu nhược điểm trên dòng xe. Đầu tiên về phần ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất, thiết kế đẹp, hầm hố, phù hợp với các bạn trẻ muốn tạo cho mình những nét cá tính riêng các bạn nha. Ưu điểm thứ hai, khả năng trải nghiệm thoải mái nhờ phần đầu xe nhẹ này và ghi đông rộng dễ dàng xoay chuyển. Vị trí tay lái cũng được đặt cao lên nên cái tư thế ngồi rất là thoải mái khi điều khiển dòng xe này. Ưu điểm thứ ba, động cơ của PZ1 hoạt động êm và trơn tru. Mặc dù có khối lượng nặng hơn so với dòng xe Honda Grand Alpha vào khoảng tầm 10kg, nhưng những cú vặn ga của Yamaha PZ1 cho cảm giác tăng tốc tốt hơn. Hộp số 4 cấp của mẫu xe này không có hiện tượng giật khi tăng tốc mà cho ra cảm giác mượt mà, nhưng vẫn tạo sự phấn khích nhá nếu các bạn đi trong phố. Ưu điểm thứ tư, phụ kiện độ chính hãng, điều các bạn quan tâm rất nhiều trong thời điểm hiện tại. Yamaha PZ1 được bán với duy nhất một phiên bản thôi. Tuy nhiên, hãng xe Nhật Bản cung cấp cho khách hàng những món phụ kiện độ chính hãng. Xe sẽ có 3 phong cách khác nhau cho khách hàng có thể thoải mái lựa chọn. Giá bán của từng món phụ kiện được hãng niêm yết rất là cụ thể tại các lý bán chính hãng luôn. Các bạn hoàn toàn có thể tiếp cận và mua cho mình những món phụ kiện này. Ưu điểm thứ năm, Yamaha PZ1 có mức giá bán chỉ 31 triệu đồng với 10% thuế VAT như mình đã giới thiệu. Một mức giá bán vô cùng hợp lý để các bạn có thể dễ dàng tiếp cận. Cùng với đó là kiểu dáng này, trên thị trường Việt Nam chúng ta đang có một cái dòng xe khác là dòng xe Honda CT125 được nhập về từ Thái Lan, được bán bởi lý tư nhân ấy, nhưng mức giá bán cao hơn rất nhiều các bạn nha, lên tới từ 150 đến 200 triệu đồng.
Song bên cạnh đó, vẫn sẽ có những cái điều cần phải bàn tới với mẫu xe này, và thông qua video ngày hôm nay, top 5 xin phép được đưa ra ý kiến của cá nhân, chủ quan của mình các bạn nha, để các bạn có thể tham khảo thêm như sau. Điểm hạn chế đầu tiên, thiết kế dù xe đã đẹp rồi, hầm hố rồi và độc lạ tại Việt Nam chúng ta, tuy nhiên ấy, sẽ chỉ có một nhóm đối tượng khách hàng lựa chọn mà thôi, mà chủ yếu là các bạn trẻ cá tính, vì các bạn ấy cũng có thể thấy rồi. Nếu để phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng tại Việt Nam chúng ta thì những cái mẫu xe underbone với thiết kế trung tính sẽ quan tâm và lựa chọn nhiều hơn các bạn nha. Hạn chế thứ hai, với khối động cơ 115cc và khối lượng của xe lên tới là 107kg, nếu đổ đầy bình xăng và nhấc máy thì có thể lên tới trên 110kg. Nên phần nào đó cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm hay đi đường dài với mẫu xe VZ1 này. Đặc biệt hơn nữa ấy, là khối động cơ của Yamaha các bạn cũng đã biết rồi, tham khảo qua rất nhiều các video, rất nhiều các cái mẫu xe khác nhau, mà hiện tại mẫu xe này cùng chung với khối động cơ của dòng xe Yamaha Jupiter Fin phiên bản 115. Nên ấy, các bạn cũng đã hiểu rất kỹ, nó sẽ chỉ cho ra nước đề mạnh mẽ hơn thôi, còn nước hậu cũng sẽ bị hạn chế phần nào đó các bạn nha. Hạn chế thứ ba, bộ lốp gai lớn và hầm hố. Tuy nhiên ấy, khi các bạn di chuyển trên đường nhựa, sẽ không tạo ra được cảm giác êm ái, và khi đó người dùng sẽ có thể khắc phục bằng một cách khá đơn giản luôn. Các bạn chỉ cần xì bớt hơi xe đi sẽ giúp cho lốp xe mềm hơn và êm hơn khi di chuyển trên đường nhựa. Và hạn chế cuối cùng, với mức giá bán 31 triệu đồng, nó sẽ rất phù hợp cho một mẫu xe mới và được rất nhiều bạn quan tâm trong thời điểm này và cực kỳ là hot luôn các bạn nha. Nhưng chắc chắn các bạn trẻ vẫn sẽ có sự cân nhắc nhất định, vì với những bạn nào có điều kiện kinh tế thấp thấp một chút thì các bạn sẽ lựa chọn những cái mẫu xe thuộc phân khúc giá bán vào khoảng tầm 20 triệu thôi, với rất nhiều những cái mẫu xe máy khác nhau của các hãng khác nhau. Còn với các bạn nào điều kiện kinh tế và thích trải nghiệm cho mình những dòng xe côn tay mạnh mẽ hơn thì chắc chắn một điều, các bạn sẽ bỏ ra một số tiền thêm vào khoảng tầm từ 10 đến 15 triệu để lựa chọn những dòng xe như những mẫu xe như Exciter phiên bản 150 hay là Exciter phiên bản 155, vừa mạnh mẽ này và có thêm hệ thống phanh chống bó cứng ABS hay một số mẫu xe đến từ các hãng khác các bạn nha. Và đó cũng là những nhận xét đối với cái mẫu xe mới này đến từ nhà Yamaha Motor Việt Nam mà thông qua video ngày hôm nay top 5 đã chia sẻ một cách cụ thể rồi. Gửi đến bạn cùng tham khảo thông qua video này nha, một cách cụ thể nhất và chi tiết nhất. Hiện tại mẫu xe chưa có mặt ở đại lý, sắp tới xe về đại lý mình sẽ có những video review chi tiết cụ thể cũng như so sánh với các dòng xe khác, cũng như đưa ra những trải nghiệm cụ thể để các bạn có thể nhìn ngắm mẫu xe này một cách ok hơn. Nhưng chắc chắn rằng đây là một dòng xe mới, một làn gió mới trong phân khúc xe số tầm trung tại Việt Nam chúng ta, sẵn sàng để cạnh tranh với các đối thủ khác trong cùng phân khúc, một thiết kế độc, lạ và dị các bạn nha. Rồi, cảm giác này của mình, nếu hay có nhấn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn bạn ở những video tiếp theo.